Theo Sở Thông tin và Truyền thông, đến 15 giờ ngày 6 tháng 9, toàn thành phố có hơn 25.000 đơn vị đăng ký cấp giấy đi đường. Trong đó có 69% đơn vị được phê duyệt, tương ứng với gần 120.000 giấy. Ngoài ra thì hơn 10.000 đơn vị bị từ chối cấp giấy đi đường. Trong đợt cấp giấy đi đường lần này, Đà Nẵng đã triển khai việc cấp giấy thông qua hệ thống trực tuyến, thông qua thông tin được khai báo trên hệ thống và đối chiếu với bản đồ thông tin dịch tễ. Các cơ quan chức năng có thể phê duyệt điểm đi, điểm đến phù hợp với tình hình dịch bệnh. Sau khi được phê duyệt, người dân sẽ nhận được kết quả thông qua email, đăng ký mà không phải đến tiếp xúc trực tiếp.